tối không? Chỗ anh đẹp trai chỗ không? Năm cờ 55.000. Số anh mới một mắt không thấy đường sợ đi được chúng. Năm 55.000, cảm ơn nhiều. Ba mươi ba ngàn. Này 53 này. 53 cô thối cho con 50 ăn đây. Số không? Trời mưa 37 ông trời. Ê dưa hấu. Ba 37. 37 không? Mua số đi, mua số anh like đi mưa ơi. Chứ hôm nay còn rất là nhiều cả nhà ơi. Đó. Làm nó kêu nó vô online rồi. Thôi nó quỷ lắm, kêu nó chi mệt quá. Rồi kích nó đi, mời cả nhà ủng hộ với số cho tôi cho em. Cả nhà ủng hộ với số cho em, mưa quá, đang đau mắt, không dám ra mưa được. Thì cả nhà ơi, vậy chứ còn với số còn rất là nhiều cả nhà. Lá ca nhắc mua đời cô Gen uống nhất mình mẩy quá, thấm nước vào. Sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba bốn mười lăm mười sáu mười sáu là còn khoảng 66 tờ nữa hả? Nhét vô nhiều lắm, nhét tùm lum vô. Mười cọc là 110 trăm mốt còn kia sáu nữa, 66 tờ là 177 tờ. Cứ cọc nhét vô nhiều lắm, bán cái đâu mình đem cái đó. Hiểu không? Hai cọc con sắp vô một cọc á. Ra hoài, cái mưa mà ra gì con mắt ta mưa hoài. Quỷ mẹ nó. Mày ra sớm nó không có khách. Ra sớm lắm. Hồi chiều này nè. Đi xe ôm 50 ra sớm. Rồi tới cái chương trình gì chất ngủ nữa nghe cả nhà. Nói đau mát ngủ gì vậy bà, nói ba sợ mưa bà đâu á, ngứa gãi cày giò hết trơn luôn. Ê ẩm mình mày lát về mưa đời cứ ghen uống hai viên vô. Hú hú quá trời. Qua hậu gì hơn hơn. Hoa hậu Đại Dương. Hoa hậu Đại Dương nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại giờ hoa hậu Đại Dương là sụm nụ rồi mọi người ơi. Đó, với số còn nhiều nữa.
Đó, Hoa hậu Đại Dương hôm nay sụm nụ cả nhà ơi, trời mưa quá trời luôn. Giờ hoa hậu bây giờ thành hoa héo rồi mọi người. Để gì đâu mà mưa. Rồi nhờ tình yêu thương của mọi người tưới cho dù chết mọi người hết đi 50% vui vẻ mọi người. Hoa hậu Đại Dương sụm nụ. Hàng thiên cá hôm nay lễ rồi mọi người. Rồi chết có sức lực lát hồi đi coi bắn pháo bông mọi người. Mọi người ủng hộ đi cả nhà ơi, để lát chất ra ngoài coi bắn pháo bông cả nhà. Chất có coi bắn pháo bông lần nào chưa? Bắn vui lắm chất ơi. Bắn nghe bình vậy đó. Ngồi ở đâu mày thấy? Khắp Sài Gòn chỗ nào cũng thấy đó. Lát hồi gì chất ra con chở gì chất ra ngoài là thấy à. Ở đâu cũng thấy chứ á, nghĩ gần gần ở chỗ bắn trống trống cao lắm mà, hôm nay bắn cao lắm mà mừng 30 tháng 4 mà mừng đất nước giải phóng mà chất. Rồi có ai giải phóng gì chất không mọi người? Ủng hộ gì chất nha cả nhà ơi. Ủng hộ chất nha cả nhà. Rồi giấy số ế đi, giấy số ế. Ngày đầu tiên bán lại mọi người ơi, sụm bà già mọi người ơi. Đã sống nhờ nước thì chất sống nhờ tình yêu thương của mọi người. Cá. Mấy ngày nay ra cá viên chiền có ế không? Có, không có. Chủ đi ế lồ lồn. Chủ đem lông về hoài. Trời ơi. Dài mưa gió chắc có ai cũng ế chứ không phải riêng mình. Chị chất bán thì chị chất không thấy ế rồi đó. Thấy không? Chị chất không đó. Khách đó không có. Chị chất ước điều gì nè? Ước anh này ra không? Ước anh đại gia cho tiền để nghỉ máng cần. Nói như vậy á. Rồi, chứ ước anh đại gia nha. Cho tiền nghỉ máng, tưởng ước anh đại gia lại mua hết chiếc số cho tiền nghỉ máng. Khỏe rồi, phải cố gắng làm chứ chứ. Anh đại gia ơi, có coi cái clip này thì anh đại gia nhớ lại kiếm chất nha. Để chất lên hương lại nha. Một mắt một còn rồi đó, hôm nay giải phóng rồi đó. Hôm qua một mắt một còn, hôm nay giải phóng một mắt rồi, rồi thành hai mắt hai còn nha. Nhỏ đó, mẫu mới lành sao con nó chết luôn, mới 3 tuổi. Trình bảo đặt dạ. Sao biết? Ba chút già thôi. Rồi. Sao biết? Hôm nay em có con còn, lấy ngân đi má. Lấy anh đi em. Nó lấy anh đi, anh lo. Để dành, ok, hàng sư cô. Lúc nào cũng có ra cũng vô á. Kìa, anh ưng đồ cương, sao mà cương mà có cương Lâm vậy? Lâm có nói nó gần cưới vợ, vợ đại đồ trai ai đi. Đồ má đại đồ trai mà kêu ăn. Đi dùng đi cái quốc đẹp lắm, giống đẹp lắm. Ổn quá, đi lấy Lâm muộn quá trời. Cái gì? Ổn quá, đi lấy Lâm. Nghe ông Hưng, ông Lâm là vợ ôi, chồng. Hôm nay bán bánh Lâm đỡ không nè? Đỡ anh. Đỡ chứ không? Chị hôm nay phải dùng tiền nhất rồi. Cái số bữa nay ế là mình. Kêu ông Lâm chồng mày vô coi. Rồi kêu ông Lâm hoài vậy, để bán đi. Cũng lai chi mà kêu ông vô hoài à. Lai chi mấy con mắm đó hoài à. Mấy con ốc kìa. Dùng mua ủng hộ cho chị chất mở hàng lại cho rồi. Mua con tờ là má trinh ngàn. Chị 78 78 nha. Số đầu điện thoại của tôi.